Trung Quốc bệnh viện dã chiến quận Kiều Khẩu, ở thành phố Vũ Hán đóng cửa sau khi bệnh nhân cuối cùng xuất viện hôm 1 tháng 3. 34 bệnh nhân của bệnh viện đã bình phục và xuất viện chiều qua. Họ được chuyển đến khu vực cách ly 14 ngày trước khi về nhà. 76 bệnh nhân khác được chuyển đến hai đơn vị y tế trước 22 giờ cùng ngày. Trong đó có 10 bệnh nhân nặng và 66 người bệnh nhẹ. Đây là những bệnh nhân cuối cùng rời đi. Từ sáng 2 tháng 3 bệnh viện đóng cửa, không tiếp nhận thêm bệnh nhân. Đây là bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán đóng cửa sau khi hoàn thành sứ mệnh. Nhân viên y tế đang dọn dẹp trước khi đóng cửa bệnh viện dã chiến Kiều Khẩu. Ảnh China Daily. Bệnh viện được cải tạo từ nhà thi đấu quận Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán vào ngày 10 tháng 2. Một ngày sau, nơi đây bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Tổng số người được điều trị tại đây thời gian qua là 330. Đây là một trong 16 bệnh viện dã chiến được cải tạo tạm thời tại các khu nhà hoạt động công cộng như cung thi đấu, nhà triển lãm, trung tâm đào tạo. Nhiệm vụ là thu nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện có 149 y bác sĩ làm việc, 200 giường bệnh. Sau khi đóng cửa, toàn bộ trang thiết bị, y tế được niêm phong. Đội y bác sĩ tình nguyện tỉnh Sơn Tây làm việc tại đây cũng sẵn sàng chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. COVID-19 khởi phát tại Vũ Hán vào cuối năm 2019, đến nay đã lan rộng ra 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện toàn thế giới có 88.500 trường hợp dương tính COVID-19 và 3.051 người tử vong. Trong khi đó, 45.120 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Thủy An theo China Daily Let's Blog Ask. Bye.